lớn cho hội phụ nữ. Một tràng pháo tay thật lớn cho hội phụ nữ. Thank you.
hình như là nó nhộn nhịp nhất. Quý vị thấy em để ý không? 10 cô thay 20 cái áo ở nhà. Sao chưa thấy ghen tị bao giờ? Nãy cái tiết mục khác không có gì hết, tiết mục này cho mình có chuyện quá chừng luôn. Cái đó là dĩ nhiên rồi, 10 cô mà thấy 20